Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinetic của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tách lời bài hát ra khỏi nhạc nền một cách rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Ví dụ như ở đây, tôi có một bài hát như sau. Bây giờ tôi muốn tách lời bài hát ra khỏi nhạc nền để chúng ta có được nhạc beat, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng để làm karaoke. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ https://xminute.pro. Đây chính là giao diện của website Xminute Pro. Như vậy chúng ta có thể thấy rất nhiều bài hát đã được upload lên ở đây. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục Sign or Sign Up để đăng ký một tài khoản. Tại đây chúng ta sẽ click chọn Sign Up để đăng ký một tài khoản. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập địa chỉ email, mật khẩu, tên đăng nhập. Và các bạn lưu ý đó là với một địa chỉ IP chúng ta chỉ tạo được một tài khoản duy nhất. Ở đây tôi đã đăng ký, do đó tôi sẽ click vào mục Sign, đăng nhập bằng tài khoản. Và chọn Login. Như vậy tôi đã đăng nhập thành công ở đây. Với tài khoản này, chúng ta sẽ lưu tất cả các bài hát của chúng ta, danh sách bài hát của chúng ta và một số thông tin khác ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ click chọn Select or drop a file, có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn bài hát chúng ta muốn tách lời, hoặc chúng ta có thể kéo thả vào đây. Ở đây tôi sẽ lựa chọn bài hát Lời Bác Dạy Thanh Niên, chọn Open. Như vậy quá trình upload đang diễn ra ở đây. Quá trình này nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ mạng của bạn và dung lượng của bài hát mà chúng ta cần tách. Như vậy, bài hát của tôi đã được tải lên và chuyển đổi thành công. Chúng ta có thể nghe thử nhạc sau khi chúng ta đã tách lời như sau.
Sau đó để tải về nhạc beat sau khi chúng ta đã tách lời, các bạn sẽ click vào mục DL Music và chọn lưu tập tin, chọn OK. Ở đây tôi sẽ lưu ở Music, chọn Save. Đây là bài hát sau khi chúng ta đã tách lời bài hát. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn về một website rất hữu ích để giúp chúng ta có thể dễ dàng tách lời bài hát ra khỏi nhạc nền một cách rất đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.